không có tu, không biết tu. Rồi lúc đó hỷ bán Phật pháp, nói tôi đi chùa, tôi làm công quả, tôi cúng dường tiền xây cái chùa thiệt to, mà sao giờ tôi bị như vậy? Không tu làm phước mà không có trí tuệ. Mà thường người ta tu cái trí tuệ là người ta niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi, người ta dụng công, thì cái trí tuệ này nó mới đoạn trừ được cái tập khí phiền não. Còn cái phước báu nó không có đoạn trừ được đâu, nó chỉ là che chở cho mình giàu có, phải không ạ? Để tạo cho mình cái phương tiện, cái tiền trình để mình giúp tốt cho những cái bước đi của mình. Nhưng mà nếu tu phước không thì không có tu trí tuệ đó, không có mà tu để mà đoạn trừ phiền não, không có mình dụng công một cái pháp môn tu á, thì coi như là dễ bị hủy bán tam bảo lắm. Có cái cô đó, cô cúng dường xây chùa to, mà mỗi lần cúng dường xây tiền đến là ông thầy ông đón rước, coi như là ông làm cho ăn mâm cao cổ đầy rồi, trời ơi, coi như là ông o bé ngon là lắm. Cái cuối cùng cái bữa đó sau cái đến ông thầy ông bận, ông chưa kịp quan tâm cái nỗi khùng lên, kêu ông thầy này á không được đàng hoàng, lúc trước tôi cúng dường ông lo lắng, bữa nay ông xem thường tôi, bắt đầu về chửi rủa nói xấu tùm lum hết trơn, do không có tu đó, đúng không? Cho nên thành ra cái người tu phước mà không có tu trí tuệ là người này gọi là si phước. Si phước, biết si phước không? Si phước tức là họ hưởng phước ở trong cái si dạng ăn uống nhậu nhẹt tứ đổ tường, gọi là si phước. Không biết bố thí cúng dường, mà với điều kiện người này họ niệm Phật, họ kính tinh tam bảo, họ có tu hành, thì cái phước này gọi là dùng cái trí tuệ để điều khiển cái phước, thì phước càng thêm phước, thiện càng thêm thiện, đem cái thiện phước này hồi hướng về cực lạc thì mới liễu sanh thoát tử được. Hiểu chỗ này chưa? Đó, nghe sướng cái lỗ tai rồi chút nữa ra quên hết cho coi. Bảo đảm. Cho nên chúng ta nói mà xuống đây mà giảng xong rồi đi về là thôi, thầy đi đi đường thầy mà trò đi đường trò hết thôi. Mục đích xuống giảng là phải trở về lại đây niệm Phật đó, thì chúng tôi nó còn cái chuyện là cái công chúng tôi nó còn cái giá trị một chút, chứ cái gì đi về nhà rồi thì thôi nó quên cho coi. Nhưng mà cũng tán thán là có thiện căn lắm mới về ngồi đây, chứ không có thiện căn gì dễ về ngồi đấy. Hôm nay đi bán kiếm được 2-3 triệu, tới ông nghe được ra triệu đạo hả? Phòng phu suy nghĩ như rứa. Còn cái người mà có cái phước báu, họ kêu đến đây để nghe ông thuyết pháp, rồi bây giờ mình niệm Phật, mình tu để liễu sanh thoát tử, thì người này có thiện căn họ mới đến đây, họ suy nghĩ được điều này, đúng không ạ? Đó, cái kiểu mà suy nghĩ như phàm phu, tôi ở nhà tôi bận tối mặt tắt đèn, tôi lo con cái tôi để nó học hành đỗ đạt, tôi lo kiếm tiền, chứ cái cớ gì tôi tới ngồi tôi nghe ông nói, tôi nói cái té vàng té bạc không? Nói phàm phu thứ thiệt, chết rồi đỏ lạc cho coi, đúng không? Nói chúng sao cười dữ hả? Rồi phàm phu cấp độ nhẹ nhẹ chút, ông dắt nhà ông tới, tôi tới chùa Cảnh Thái, còn ông đi về thôi, tôi cũng về luôn, chủ nhật tôi ai tu với tôi kệ, tôi khỏi tu. Anh nãy đi trên đường có vợ của chú Phát, ông nói có mấy người Phật tử mới nói gì biết không? Tôi tới chùa làm gì, ăn chay để làm gì, tôi tu cái tâm được rồi. Nhưng mà họ biết tu cái tâm là tu làm sao? Không biết tu cái tâm gì hết mà nghe người ta nói khoác lác, rồi kêu tu cái tâm, khỏi đi chùa, khỏi ăn chay, khỏi niệm Phật, khỏi làm phước thiện, cái tâm mình tốt được rồi. Ôi trời ơi, nói sao mà si dạ vậy? Cái tâm tốt là tâm gì? Tâm ăn chay, tâm niệm Phật, tâm thương người, tâm đến chùa cúng dường tâm bảo, tâm nghe pháp, thì tâm nó mới tốt chứ, đúng không? Cái tâm nó phải thể hiện ra cái sự việc tốt. Còn tâm không biết ăn chay mà kêu tâm tốt, xạo, 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 xạo quá xạo, đúng không? Rồi cái tâm không biết niệm Phật mà kêu tâm tốt, sao cái người tâm tốt người ta mới niệm Phật chứ, đúng không? Rồi tâm thương người là tâm tốt, đúng không? Rồi tâm cứu vật, thương vật, mua vật thả thì tâm mới đó là tâm tốt. Tâm không tham, không sân, không si mới là tâm tốt. Không biết một chút gì hết trơn mà cứ nói vậy, cho nên mấy người này là cứ càng trong bóng tối mà đi vô bóng tối, càng đọa lạc là cứ đọa lạc. Không hiểu nổi cái chuyện tâm tốt, tâm xấu. Sao mà hiểu nổi? Mình là phàm phu làm sao mà hiểu nổi? Không học sách thánh hiền, không học lời Phật tổ, không ai dạy, làm sao mà mình điều khiển được cái tâm xấu ác? Kêu tâm tốt mà cuối cùng thấy vợ mình mới lần đầu cưới về thì thích, về sau rồi chán đi có vợ khác, vậy mà nói tâm tốt. Trời ơi, tôi nói cái cõi đời này nó si dại đến cùng cực luôn vậy đó, mà không chịu đi để mà nghe Phật pháp tu hành. Mấy người này gọi rằng là gì? Gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề là không tin nhân quả, không biết cái tâm mình xấu tốt ở chỗ nào, thấy không? Đó.